giá trị của niềm tin. Hồi ấy, trong một lần đi dự lễ ở Sài Gòn, tôi được nghe vị linh mục chủ tế thánh lễ hôm đó kể lại câu chuyện vừa xảy đến với chính ngài. Có lẽ đó là một câu chuyện thực sự đã xảy ra, nên nó khiến tôi không bao giờ có thể quên được. Ngài kể rằng, cách đây vài hôm, có một cô gái trẻ đẹp đi một chiếc xe đạp cũng rất đẹp và còn mới nguyên đến tìm gặp tôi để bàn chuyện linh hồn. Nhìn qua thì tôi thấy cô là một người khá hiền lành và nhút nhát. Tôi tiếp cô ở phòng khách. Tôi vốn tính cẩn thận nên thỉnh thoảng vẫn nhìn ra ngoài sân để quan sát chiếc xe đạp xem nó có còn hay không. Một lát sau, tôi thấy cô gái hô to lên rằng có người ăn trộm xe. Tôi vội chạy ra thì chiếc xe đã bị lấy cắp. Quay trở vào nhìn thấy cô gái khóc lóc, tôi cũng mủi lòng. Người ta đến tìm gặp mình mà lại mất xe ở nhà mình, nên tôi cũng đành rút ví lấy ra một số tiền đưa cho cô gái. Khi tôi kể lại chuyện này cho một số giáo dân thì họ bảo tôi, ôi cha bị chúng nó lừa rồi, chúng nó có cả một băng cha. Tôi chợt thấy lòng buồn thật buồn. Cái tôi bị mất không phải là số tiền mà cái quan trọng hơn, tôi mất đó là niềm tin. Niềm tin của tôi đã bị đánh cắp. Lần sau nếu có ai đó đến tìm tôi để bàn chuyện linh hồn, liệu tôi có còn tin họ hay tôi sẽ đặt vấn đề đây là người ngay hay người gian? Quả thực, cái mất lớn nhất của con người là mất niềm tin. Nói một cách khác, mất niềm tin là mất tất cả. Niềm tin quả thực là thứ quý giá vô cùng. Không có niềm tin, người ta sẽ chẳng thể làm được bất cứ việc gì. Người ta cũng chẳng thể sống được với ai khi mà gặp ai cũng nghi ngờ. Nếu có một điều ước, tôi sẽ ước mong mọi người đều sống chân thật và tin tưởng lẫn nhau, sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ và yêu thương nhau vô điều kiện. Như thế, trái đất này sẽ không còn gian dối lừa lọc, sẽ chẳng còn tranh chấp hơn thua và sẽ thực sự trở thành thiên đường. Nhưng thực tế cuộc sống luôn phũ phàng, biết bao nhiêu những gian dối lọc lừa vẫn xảy ra hàng ngày trên thế giới như câu chuyện tôi kể trên. Ngay cả vợ chồng con cái, những người thân yêu nhất trong một gia đình cũng không còn tin tưởng nhau. Người ta cứ nói về việc cải cách giáo dục và đưa ra các thứ kiểu sách giáo khoa này nọ để giáo dục con trẻ. Nhưng theo tôi, cái quan trọng nhất là hướng con trẻ vào việc giáo dục làm người, là một người chân thật. Trong bài thơ Lời Mẹ Dặn của nhà thơ Phùng Quán đã có những câu thật tuyệt vời. Con ơi, sống ở đời hãy cố gắng sống là một người chân thật. Thấy vui muốn cười cứ cười, thấy buồn muốn khóc cứ khóc. Là một người chân thật nghe đơn giản quá, nhưng sao lại khó biết bao. Trong tất cả các ngành nghề thì việc xây dựng chữ tín luôn là quan trọng nhất. Làm thế nào để khách hàng tin tưởng sử dụng sản phẩm của mình thì chắc chắn sẽ thành công. Có một lĩnh vực mà ta tưởng rằng ít liên quan đến niềm tin nhất là lĩnh vực từ thiện bác ái. Nhưng khi đi sâu vào thì ta lại thấy nó cần niềm tin hơn bao giờ hết. Không có niềm tin, chẳng ai giao tiền cho mình. Cách đây vài ngày, tôi đưa lên Facebook bài kêu gọi mọi người chung tay ủng hộ cho đồng bào trong Sài Gòn. Thú thực lúc đầu tôi rất sợ. Tôi sợ rằng sẽ chẳng được bao nhiêu, không bỏ công kêu gọi. Tôi sợ rằng sau bao lùm xùm về chuyện làm từ thiện của giới nghệ sĩ thì việc kêu gọi từ thiện bây giờ sẽ rất khó. Nhất là lúc này khi mà ai cũng gặp muôn vàn khó khăn vì dịch bệnh. Thế nhưng tôi cảm tạ Chúa vô cùng vì người ta vẫn tin vào các linh mục, tu sĩ, tin rằng những đồng tiền họ gửi gắm nhất định sẽ đến tay những người thực sự gặp khó khăn. Có một bạn trẻ vào Sài Gòn làm ăn, nhưng vì dịch bệnh nên giờ không còn tiền ăn và tiền trọ, đã mạnh dạn nhắn tin cho tôi xin giúp đỡ. Tôi chưa quen biết bạn nên nhắn tin để kiểm tra thông tin. Thực sự, tôi hơi ái ngại vì sợ họ sẽ bị tổn thương. Tôi cứ ước giá như tôi cứ tin tưởng như đứa trẻ thì cuộc sống có phải đẹp hơn không? Và họ cũng thấy vui hơn vì mình được tin tưởng. Nhưng biết sao được khi mà sự gian dối vẫn như cỏ dại mọc ven đường.
Có một câu chuyện vui kể rằng, nhân loại đã phát minh ra một cái máy đặc biệt. Đó là chiếc máy mà khi ai đó nói dối, cái máy sẽ tát cho người đó một cái. Một ông bố trong gia đình thích quá nên mua về nhà. Khi con ông đi học về, ông hỏi hôm nay con có đi học không? Đứa bé đáp, thưa bố, hôm nay con có đi học. Thế là chiếc máy tát cho đứa trẻ một cái. Ông bố liền nói với thằng con, đấy, mày nói dối. Mày lười biếng quá không chịu đi học thì làm gì có tương lai. Ngày xưa khi còn đi học, tao không giống như mày. Thế là cái máy nghe xong tát cho ông bố một cái. Bà vợ từ dưới bếp thấy chuyện chạy lên quát ông chồng. Ông thì chỉ được cái bắt nạt con, dù gì thì nó cũng là con trai ông. Cái máy lại tát cho bà một cái. Nếu nhân loại có cái máy này thì chắc chắn tôi và các bạn ai cũng sẽ phải khiếp sợ. Khi nhìn sâu vào cõi lòng mình, ai dám chắc mình đã sống chân thật? Vẫn luôn còn đó những góc khuất của cuộc đời mỗi chúng ta. Vì thế, mỗi ngày chúng ta cần nhìn lại chính mình để làm sao cho những góc khuất đó ngày một ít đi. Như thế, chúng ta có thể sống cuộc đời này hồn nhiên như đứa trẻ, để rồi thư thái bình yên vừa nằm con đã ngủ. Mong lắm thay, mùa vọng, mùa của mong đợi, mùa của sửa sang để đón chờ Chúa Giáng sinh.